Nếu anh còn muốn gây rắc rối cho cô ấy, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Cậu muốn làm cái gì hả? Tiểu Thạch không phải là hạng người đó. Hơn nữa Minh Ngọc nó cũng đã đồng ý rồi mà. Nó tha cho con là có điều kiện đó. Alo, ba. Minh Triết à, chừng nào con mới về đây? Cuối tuần này con về. Alo anh hai. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Em còn quay nó để làm gì chứ? Bây giờ Minh Thành nó đang quậy ở nhà kìa. Em quay clip cũng chỉ vì muốn bảo vệ bản thân mình thôi. Em đừng nghĩ Minh Thành nó tệ như vậy mà. Anh xóa đoạn clip đó giùm em đi. Em chắc chứ? Ừ. Cô được thăng chức rồi. Vậy cảm ơn chủ nhiệm đã xóa đoạn clip rồi. Trong cái thẻ này tổng cộng có 100.000 đồng. Phần lớn đều là tiền lúc chúng ta kết hôn ba mẹ đã cho dùng lúc cần kiếp. Nó còn có tiền thưởng tháng này của em. Dùng thẻ này trả nợ cho ba ha. Chuyện tham gia cổ phần của xưởng trưởng thẩm cậu có làm không? Dạ làm chứ. Sao ba lại ngồi ở đây? Ba chờ con nó, cuối cùng con cũng về. Con không về được cũng sốt ruột lắm. Chúng ta đi xem nhà đi. Cậu à. Ủa Minh Thành, mối này lời là cái chắc. Tiếc là con không có tiền. Mượn tiền có phải không? Mọi người cùng nhau để phát tài đi. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã ổn thỏa, chỉ còn thiếu 200.000 nữa thôi. Có chuyện gì chị nói đi. Bà đang thích một căn nhà vượt quá dự toán của tụi chị tới 200.000 lận. Em cho 200.000. Anh hai, có 200.000 này của em, ngày mai anh có thể đưa ba đi mua nhà, làm luôn thủ tục sang tên nữa. Chuyện này là sao? Tiền này chúng ta phải bỏ ra mà. Chuyện này không quan trọng. Anh chỉ muốn biết em lấy đâu ra nhiều tiền vậy. Quan trọng lắm sao? Quan trọng là anh đi rút tiền về đây, em còn phải đem tiền đi trả nợ nữa. Đương nhiên là quan trọng rồi. Người đó là ai? Ngọc, anh vừa lòng chưa? Sao nó lại cho em mượn dễ dàng như vậy chứ? Nó chỉ muốn mượn cơ hội này để làm nhục chúng ta thôi. Anh có chút liêm sĩ nào hay không vậy? Minh Ngọc nói không sai. Anh chỉ là một đứa nhỏ còn chưa dứt sữa mẹ nữa. Im miệng. Mẹ làm gì vậy mẹ? Tô Minh Thành, cậu cũng dám gọi điện tới nữa sao? Sáng sớm ngày mai đến phòng dân sự. Con gái tôi ly hôn với cậu. Ly hôn thì ly hôn. Thằng muốn là dữ tầm. Không xong rồi, có chuyện gì vậy? Công tử của chúng ta đầu tư có vấn đề. Trời ơi, con muốn tìm hắn. Phải tìm được hắn. Mẹ, con đã mất hết tất cả rồi. Chắc chắn là Minh Thành nó đang gạt ông. Làm gì có chuyện tốt gì vậy? Nằm mơ đi, ông cần phải đòi lại tiền về đây cho tôi. Hôm nay mày không tính rõ ràng thì tao không cho chúng mày đi học để đi đầu tư. Còn bị người ta gạt, bà đi có học nổi hay không? Chúng bà đã làm gì mày mà mày phải trụ nó như vậy? Bà đang làm gì vậy? Mày dám đánh tao? Anh dám đánh mày. Chúng bà. Trời ơi, Tô Minh Thành nhà con, làm đầu của chúng bang nhà cậu bị thương. Cậu có ý gì hả? Đơn giản lắm, con đưa 100.000. Sao không kêu ông ta đi ăn cướp đi? 100.000 đúng không? Phải. Nếu cậu đã tính cho kỹ số tiền mà cậu cần rồi, vậy tụi con cũng tính kỹ lại tiền khác. Tiền khác hả?